giáo lý nhà Phật gọi môi trường sống trên hành tinh này là thế giới duyên hợp. Có duyên hợp mới sinh ra muôn loài muôn vật. Do thuyết nhân duyên mà đạo Phật đã xác định được con người từ đâu sinh ra và chết đi về đâu rất khoa học, mà không có một khoa học hay một triết học nào bắt bẻ được. Vì đó là một sự thật do sự tu chứng đã thấy rõ, như thấy những chỉ trong lòng bàn tay. Đạo Phật chấp nhận thuyết tái sanh luân hồi, vì khi con người chết thì mất hết, nhưng những nghiệp từ trường này không mất. Do nghiệp này không mất nên tương ưng với tâm tham sân si của người khác, hợp đủ duyên tạo thành thai nhi. Cho nên Đạo Phật gọi là nghiệp tái sanh luân hồi.